Sài Gòn. Hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món ăn khá lạ nhưng mùi vị thì trên cả tuyệt vời luôn nè. Ta-da! Món mà tụi mình nhắc đến đó chính là món mì sụa Tân Hưng Nam. Ban đầu khi nghe tên không biết có ai thắc mắc mì sụa là mì gì giống như mình không ta. Theo quan sát tìm hiểu thì mì sụa là một món ăn đặc sắc của người Hoa có lịch sử hơn 500 năm. Điểm độc đáo của sợi mì sụa so với các sợi mì khác là nằm ở nguyên liệu chính là đậu nành. Và do được làm thủ công tại nhà nên thành phẩm sợi mì có độ dai, thơm, béo nhẹ. Và do được làm thủ công tại nhà nên thành phẩm sợi mì có độ dai, thơm, béo nhẹ từ đậu nành mà vẫn giòn sần sật như các loại sợi mì khác. Hôm nay tụi mình đã gọi một trong những món best seller tại quán, đó chính là món mì sụa bò cay Bạc Liêu. Tô mì được bưng ra, kèm theo một tô nước dùng thịt bò cay siêu đậm vị. Vì là sợi mì sụa có thành phần chính là từ đậu nành, nên khi ăn mình có cảm giác thanh mát hơn so với những loại mì trứng thông thường. Gắp một đũa mì kèm theo thịt bò thơm thơm cay cay thì chỉ có thể tấm tắc khen ngon. Về thức ăn kèm theo tại Tân Hưng Nam rất đa dạng như là thịt xá xíu, mực, gà, sườn và thịt nướng. Theo đó, ai mà thích ăn thịt heo thì có thể chọn mì sụa xá xíu, mì sụa thịt nướng, mì sụa sườn nướng. Còn đối với các tín đồ hải sản thì mì sụa mực sa tế hay hải sản là một gợi ý không thể bỏ qua. Trung bình, giá bán một tô mì sụa là từ 45 đến 60 nghìn đồng. Món ăn hứa hẹn sẽ tạo nên sự thú vị cho bữa sáng của mọi người trong ngày cuối tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video của ngày hôm nay. Đừng quên nhấn theo dõi kênh Quán Sá Sài Gòn để đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye!